Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu về cách mà mình sử dụng cái lồng bẫy sóc cũng như bè mồi bẫy sóc ha. Thì lồng bẫy sóc này là cái lồng bẫy 11 ngang dài 26 phân nha các bạn. Cái mẫu này là cái mẫu bẫy sóc chuẩn nhất luôn. Anh em bẫy sóc bông, sóc đất rồi luôn ha các bạn ha. Thì các bạn gài cái bẫy như mình đang làm trong cái clip này nha các bạn. Các bạn chọn cái chân nó vô cái que về là được ha các bạn. Đó. Thì mồi bẫy sóc thì các bạn bẫy bằng trái cây ha các bạn ha, đủ loại trái cây luôn. Các bạn bẫy bằng mít nè, hôm hôm nè, chuối, mận, sòi rồi. Nói chung là các bạn nên ưu tiên mấy cái loại trái cây mà nó có mùi hôm ha các bạn ha. Thì với cái vòng bẫy dài 26 phân này thì các bạn có thể bẫy được sóc bông, sóc đất, và các bạn tận dụng nó để các bạn bẫy chuột rồi luôn, chuột cống đồ các bạn ha, chuột nhà, chuột đồng đồ thoải mái. Đó, trường hợp mà nếu mà cái cửa bẫy nó cúp quá vậy mình có thể bẻ lên chút xíu nha các bạn, không có vấn đề gì hết á, thì con sóc nó vô nó dậm cái này và cái bẫy nó sẽ sạch.